Trung tâm Điện máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video ngắn của ngày hôm nay. Hôm nay trong cái buổi video này thì em sẽ mang tới giới thiệu với các bác về những cái dòng bơm để phục vụ cho công việc sửa chữa quạt hơi nước, quạt điều hòa. Hàng bơm này thì bên em luôn luôn về số lượng rất là nhiều nên là giá cực tốt nha các bác nhá. Giá rất là mềm và chất lượng rất là ok. Mẫu mã thì đa dạng, có đầy đủ hết tất cả các cỡ watt để cho các bác thoải mái lựa chọn. Và khi các bác vào xem video mà quan tâm sản phẩm thì các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông báo để nhận được những cái thông báo mới nhất. Mỗi khi mà bên em làm video về những cái dòng sản phẩm khác nhau thì bên em sẽ luôn cập nhật những cái video giới thiệu về tất cả những cái dòng sản phẩm bên em đang phân phối để cho các bác được cùng tham khảo và lựa chọn. Thì bên Trung tâm Điện máy Ngọc Mai là chuyên phân phối xỉ lẻ và nhận support COD toàn quốc về tất cả những dòng máy xây dựng, máy cơ khí và dụng cụ đồ nghề, vật tư thay thế điện cơ, điện lạnh, điện máy cầm tay, mẫu mã vô cùng là đa dạng, chất lượng ok và giá cả luôn luôn là cạnh tranh nhất thị trường. Như trước màn hình đây thì các bác cũng thấy là bên em về cái số lượng bơm rất là nhiều. Thì đây là em mới chỉ mở một ít ra để cho các bác được cùng tham khảo và lựa chọn về một số cái mẫu mã thôi. Còn khi mà các bác đặt mua nhé thì là bên em sẽ cung cấp xỉ lẻ, nhận chiếc code COD toàn quốc. Các bác đặt số lượng bao nhiêu cái thì bên em cũng có, vì là bên em mà chuyên cung cấp cái số lượng rất là nhiều. Trước màn hình đây là các bác cũng thấy là số lượng là cũng đã khá là nhiều. Thế nhưng mà đây chỉ là một phần nhỏ thôi, còn trong kho cũng chỉ là nhiều luôn. Các bác đặt mua thì số lượng bao nhiêu cái là bên em cũng đều cung cấp đầy đủ hết. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết với các bác về một số cái mẫu watt. Về cái dòng bơm này thì là bên em sẽ cung cấp đầy đủ nhé, cung cấp đầy đủ tất cả các loại watt. Nó sẽ có từ 4W cho đến 30W, rất nhiều cỡ nhé. 4W này, 5W, 7W, 8W và 11W này, 16W, 18W, 20W, 22W và 25W, 30W. Những cái watt đó là bên em đều cung cấp đầy đủ hết. Thế nhưng mà trong cái buổi video ngày hôm nay thì là do là em đang chuẩn bị để đóng gói gửi hàng cho các bác khắp mọi miền Tổ quốc, thì là ngày hôm nay là các bác đặt những cái số lượng về 4W, 5W và 20W, 22W, 25W là rất chi là nhiều, nên là em có chuẩn bị một ít ra đây để đóng gói để gửi đi cho các bác. Thì tiện thể thì em làm cái đoạn video để giới thiệu chi tiết về một số cái mẫu watt này nhá. Còn khi các bác đặt mua thì là các bác đặt mua cái watt nào thì là các bác báo bên em cái watt đó. Đấy, bên em sẽ cung cấp đầy đủ. Và cái cỗ này là cỗ 5W này, đây là một chiếc bơm 5W. Các bác thấy cái kiểu dáng rất là đẹp luôn, nhìn nó rất là đẹp và chắc chắn nha các bác nhá. Em sẽ quay về cái thông số kỹ thuật này rõ để cho các bác lắm được này. Đây là thông số kỹ thuật của một bơm 5W này. Các bác nhìn rõ cái thông số kỹ thuật của mình. Đây là mẫu 5W nha các bác nhé. Cái dây dẫn của nó khá là dài luôn. Đây. Dây khá là dài các bác nhé. Dây rất là dài luôn này. Đấy. Dây cực kỳ là dài. Thông số kỹ thuật và các bác có nhìn rõ chưa? Rất là ok nhá. Tiếp theo thì cái mẫu này là đây là một cái mẫu 25W này. Em sẽ quay sát màn hình về cái thông số kỹ thuật để cho các bác lắm rõ. Đây là mẫu bơm 25W các bác nhé. Bơm rất là đẹp luôn ạ. Các bác nhìn rõ không ạ? Rất là ok các bác nhé. 25W này. Các bác nhìn rõ thấy cái thông số kỹ thuật không ạ? Tiếp theo là đến một chiếc 20W này. 20W thì cái kiểu dáng của nó cũng giống như là 25W luôn. Thế nhưng mà cái thông số nó sẽ khác thôi. Em sẽ quay sát màn hình về cái thông số kỹ thuật này để các bác được làm rõ. Đây ạ. Bơm rất là đẹp và chắc chắn nhá. Rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc 18W hút đáy. Đây là thông số kỹ thuật này. Đây là một chiếc hút đáy nha các bác nhá. Đây là mẫu hút đáy. Về cái bơm 18W này thì bên em sẽ có mẫu hút đáy và một cái mẫu là bắt ốc nữa. Đấy, có hai mẫu. Thế nhưng mà trong cái video này là em giới thiệu riêng về cái mẫu hút đáy. Còn bác nào mà có nhu cầu về mẫu mà mẫu bắt ốc thì là các bác báo với bên em. Các bác đặt hàng cái mẫu nào thì là bên em sẽ gửi cho các bác đúng cái mẫu đó. Nên là các bác cứ yên tâm. Còn đây là một cái chiếc này là chiếc 4W này. Đây là một mẫu bơm 4W này.
Đây là thông số kỹ thuật của bơm nhé, rất là ok. Cái mẫu bơm 4W này, cái dây đó khá là dài luôn, dây rất là dài các bác nhé. Em vừa giới thiệu chi tiết cho các bác về một số những cái mẫu bơm này. Các bác mà muốn đặt hàng thì các bác hãy nhanh tay là nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em qua cái đầu số 0378487818, hoặc là các bác để lại số điện thoại ngay dưới video này thì em sẽ alo để tư vấn cho các bác và sẽ công bố giá cho các bác vào đúng cái thời điểm mà các bác hỏi quan tâm về sản phẩm. Vì là bên em bán xỉ lẻ, nhận ship code toàn quốc, giá xỉ ngang với giá lẻ nên là để giá công khai thì rất là khó, mong các bác thông cảm. Các bác quan tâm thì cứ để lại số điện thoại, em sẽ trực tiếp alo tư vấn và sẽ báo giá cho các bác theo đúng cái thời điểm mà các bác hỏi quan tâm vào sản phẩm nhé. Và sẽ báo giá theo số lượng các bác nhé. Báo giá theo số lượng thì bên em sẽ nhận ship code là từ 1 cái trở lên. Đấy, các bác quan tâm đến cái mã nào thì là các bác báo với bên em, hoặc là các bác vào Zalo để kết bạn với em thì em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác được tham khảo và lựa chọn về tất cả những cái dòng bơm của bên em. Thì về những cái linh kiện của quạt hơi nước thì bên em sẽ cung cấp đầy đủ từ bơm cho đến motor, đầy đủ hết các cự quát, cánh quạt to nhỏ và phao chống cạn, đầy đủ hết các phụ tùng thay thế nhé. Các bác mà quan tâm thì các bác liên hệ với bên trung tâm điện máy Ngọc Mai để sở hữu những cái dòng sản phẩm hữu ích như thế này. Trong một cái video ngắn này thì em cũng xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây ạ.